Hi, xin chào cả nhà. Lại quay cái video này ở đây nữa nè. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà cái video về cách uống giấm táo cho đúng ha. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình là quay video ở chỗ này nè. Cái video này Meta lại chia sẻ với cả nhà về cách uống giấm táo cho đúng, chứ không là nó uống sai thì nó hiệu quả, nó rỗm rỗm đi ha. Đây là bình giấm táo, bình này chưa có khơi. Ở đây đi mua là mua một lần là phải mua hai bình, mua một bình là người ta không có bán. Đây là bình giấm táo chưa khơi, còn dán đây. Bình này đã khơi rồi, uống hai lần rồi. Đó. Vì sao mình đã hướng dẫn mọi người làm giấm táo mà mình vẫn mua về uống? Mọi người đặt cho mình câu hỏi như vậy. Bạn biết sao không? Thời gian trước mình không có tìm được cái nguồn quả táo ngon lành cành đào. Mình toàn mua quả táo ở ngoài siêu thị mà mình không có nghĩ nó ngon. Đó. Cho nên là mình không có làm. Cái hôm tuần trước đó mình có đi chơi qua nhà một cái bác kia, bác trồng mấy cây táo. Xong rồi bác bảo mày thích không? Hái đi. Sẽ là mình hái đừng rổ. Xong rồi về mình lại cũng bô cái miệng. Mình phát hết trơn rồi còn được có trái à. Cái xong làm được có hũ bé tí teo ấy. Mà mỗi lần làm một cái hũ với tí teo nó cả tháng mới xài lên. Thì làm sao mình có đủ giấm táo để dùng nào? Thế là phải đi mua. Đây. Và mua hai bình một lúc. Hai bình, bình này chả biết to nhỏ thế nào ấy. Thấy nó có bình luôn, chắc bình A. Thấy rồi. Bình này nó để là 946ml. Hai bình coi như gần 2 lít ha. Bạn biết giấm táo nó chứa những cái thành phần vitamin khoáng cũng như chất dinh dưỡng từ trong táo trước cái đã. Thứ hai, nó chứa enzyme được vi sinh vật tự nhiên thích hợp trong cái điều kiện quả táo lên men ra những cái enzyme đặc biệt hơn những cái loại giấm khác mà chúng ta cần cái enzyme đó. Thứ ba là cái nhóm probiotic từ những quả táo tự nhiên nó tạo ra, gồm có khoảng 12 dòng đó, rất là đặc biệt cho cơ thể của bạn hơn những loại giấm khác, đó là giấm táo. Còn cái điều giống nhau tất cả các loại giấm đó chính là acid acetic là chúng ta không ở bàn. Nếu chúng ta muốn sử dụng như cân bằng pH đường ruột thì hoặc là trộn gỏi trộn giấm như là một cái chất ăn để làm tăng cái vị giác của cơ thể thì giấm nào cũng được. Nhưng mà muốn cải thiện cơ thể toàn bộ, làm lành cái đường ruột và cũng như là cải thiện toàn bộ cái cơ thể của bạn, hình dáng của bạn, mọi thứ của bạn về tinh thần, về thể lực, về mọi thứ, về sự nặng, gọi là một người rất là năng động, vui vẻ, vui tươi thì phải là giấm táo chứ không phải là giấm khác nhá. Đó. Thì cách lựa chọn giấm táo như thế nào là cho ngon, để cho hợp lý, cho phù hợp với vấn đề là chữa lành. Đầu tiên, đây mình nhắc lại các bạn xem rồi chứ không nhớ. Raw, organic và mother, ba chữ quan trọng. Raw có nghĩa là chưa có qua lọc, chưa có qua thanh trùng tiệt trùng gì hết. Có nghĩa người ta lên men như vậy, người ta đổ vô bình, người ta đưa cho bạn thôi. Đó. Thứ hai là organic, có nghĩa là những cái nguyên liệu được làm lên cái chai giấm táo này là hoàn toàn là nguyên liệu sạch, không hóa học, không từ sâu, không biến đổi gen, không diệt cỏ, không diệt nấm, được trồng trên môi trường sạch. Đó. Mother with mother, vì sao? Bởi vì trong này nó phải có chứa những cái dòng giống probiotic, gọi là giống mẹ, để đi vào bên trong đường ruột của bạn và nó tiếp tục sinh sôi, tiếp tục phát triển để nó cải thiện cái hệ đường ruột của bạn. Chứ nó không có cái mother này thì bạn uống vào nó chỉ là uống acid thôi, thì uống cái nào mà chả được thì nó không có tác dụng nhá. Cho nên khi bạn mua giấm táo, bạn lắc lên, bạn coi thử nó có sợi sợi màu vàng nâu nâu hay không, nó có đục đục hay không, hay trong vắt. Nếu nó có sợi sợi nâu nâu như thế này, ok là có mother. Rồi nó có raw, có nghĩa là nó ta chưa lọc, chưa diệt trùng gì hết. Mặc dù nó có nhiều người người ta diệt trùng mất tiêu rồi, nó chết mất tiêu rồi, cho nên là nó cũng có tác dụng gì trơn đó. Đó. Rồi nó có organic để giúp cho bạn bớt dung nạp cái chất độc vào trong cơ thể thôi ha. Thôi chúng ta quay trở lại cách sử dụng. Lợi ích thì các bạn xem là video trước ha. Lợi ích thì thôi, cả hàng ta tả tỉ tỉ cái lợi ích vô cùng đặc biệt. Đó. Cứ sử dụng đi, 3 tháng thôi là đã thấy mọi thứ nó khác hẳn. Giống như mình từ một người gì á,
hơi tối tăm, mặc dù bây giờ cũng đẹp đẽ sáng sủa rồi, nhưng mà 3 tháng sau sẽ thấy lục lục xác liền. Thử đi. Riêng cho người lớn thì mình, đối với cá nhân của mình sử dụng như thế này, ví dụ như thế này. Một ly đầu tiên cho một ngày mới, mình sẽ sử dụng 2 muỗng giấm táo. Đây. Mình để là cái ly này nửa lít lận. Bạn dùng 250ml cho những lần đầu tiên mà bạn không có quen uống nước, thì cái cơ thể bạn khả năng hấp thụ nước, chuyển hóa nước nó sẽ không giống như mình. Mình uống một ly này ok ha. Bạn dùng cái muỗng bằng nhựa hoặc là bằng gỗ để đông giấm táo, bởi vì giấm táo có lượng axit rất là cao, nên bạn đông trực tiếp thì phản ứng hóa học nó sẽ xảy ra, không tốt cho sức khỏe của bạn. Đối với kim loại, mở ra thơm lắm. Bạn hỏi mở hoài thế này có bị nhiễm khuẩn không? Không hề, bởi vì axit cao lắm, không có vi khuẩn nào sống nổi trơn á, yên tâm đi. Đông 2 muỗng giấm táo, một muỗng như vậy 15ml các bạn nhé. Rồi, 2 muỗng giấm táo, đổ ra ngoài một tí rồi, hậu đậu quá mà. Trước khi đông thì nhớ lắc cái bình nha, mình lắc khí thế hồi nãy rồi bạn thấy ha. Rồi, mình thêm tẹo muối. Tẹo thôi. Đúng ly ra thì nửa cốc này bạn có thể thêm nửa gam muối, nhưng mà không cần mặn lắm như vậy đâu. Một tẹo như thế này khoảng chừng 0.3g. Nào, bao nhiêu muối? Tẹo. Tẹo muối. Muối hồng nhá, muối hồng đàng hoàng đây. Muối hồng đàng hoàng nha, cho nó sạch. Mình thêm tẹo ớt. Đây là bột ớt là Cannese powder, là một cái dạng bột ớt cay thông thường như mình thôi, như ở nhà mình thôi. Đó, nhưng mà cái tên ớt nó là tên như vậy, ớt này cay nóng lắm. Đó, cho một tí để nó kích thích tất cả các tế bào bên trong cơ thể của bạn được ngủ, được đánh thức, được thức dậy. Điều đó vô cùng quan trọng, đặc biệt rất quan trọng đối với những bệnh nhân ung thư, bệnh nhân có những cái khối hạch, những cái nodes nó nằm đâu đó trong cơ thể của bạn, nó cần được kích hoạt để nó đẩy lùi ra bên ngoài. À, cần ha, quan trọng lắm. Là một cái liệu pháp, đó là liệu pháp oxy đấy các bạn. Đó, cho một ít thôi nha. Đó, cho một mình khảy một phát thôi, chứ các bạn bữa làm 6g luôn, mình hoàn hồn. Mà mình thật sự cũng có lỗi trong trường hợp đó, tại vì mình ghi trong một công thức là công thức chữa lành bằng nước ép rau, thì mình ghi hình như 3%, 1-3% thì phải. Mà mình để dưới có phần bột ớt nữa, nhiều thành phần khác là nó tươi, mình lại thêm bột ớt nó khô chết teo mất. Đúng đi ra bột ớt mỗi ngoặc là tẹo thôi. Ai dè, trời ơi, cũng may là mày nói liên lạc của mình chứ không uống vô chết mất. Đó, xin lỗi các bạn gì đó. Ngoài ra bạn thích thì bạn thêm khoảng 1/3 lá chanh, còn nếu không thì không thành vấn đề, không thì không thành vấn đề. Sau đó, ngoài ra bạn không dùng bột ớt thì bạn có thể dùng bột quế, bạn có thể dùng gừng. Mình cũng có gừng, thi thoảng mình dùng gừng, bột quế hoặc gừng, hoặc là tí bột tỏi vẫn ok nhé. Đó, rồi bạn cho nước, mình cho nửa lít nước. Bạn có thể cho 250ml nước là đủ rồi cho những lần đầu tiên. 250ml đừng có chữ chừng này nè. Đó, 150ml. Và trong trường hợp là bạn không thể là người uống chua được, hãy thêm tí mật ong thật. Mật ong là mật ong rừng hoặc những chất tạo ngọt để uống. Đó, không có chua đâu, ngon lắm. Đó, bạn uống buổi sáng. Mình nhắc lại công thức là 2 muỗng canh giấm táo, một tẹo muối, tầm khoảng 0.3 đến 0.3 gram, tầm 0.3 gram, một tẹo bột ớt hoặc là gừng, hoặc là gừng hoặc là bột quế đều được, có thức là làm ấm, đánh thức tất cả các tế bào bên trong cơ thể của bạn. 1/3 lá chanh hoặc là không thêm tùy. Ngoài ra bạn có thể thêm một tí mật ong hoặc là một vài giọt và dinh dưỡng tạo ngọt từ cỏ ngọt, tùy bạn. Sau đó bạn thêm 250ml nước, nhớ dùng ống hút để hút. Trong cái trường hợp này bạn đã pha loãng rồi nên ống hút inox xài được nhé. Hoặc là bạn xài ống hút nhựa, ống hút thủy tinh tùy bạn. Uống mỗi sáng khi bạn thức dậy là uống ngay, không cần phải đánh răng súc miệng gì đâu, uống rồi tí răng súc miệng cũng được, ok, là rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời.
da của bạn sẽ được cải thiện, tóc của bạn sẽ được cải thiện, giấc ngủ của bạn được cải thiện, các vấn đề về xương khớp của bạn cũng có được cải thiện, vấn đề đường ruột tiêu hóa đi ngoài đi trong gì đó hoàn toàn được cải thiện nhé. Đó. Rồi một cách uống thứ hai là mình chia sẻ nữa. Ngon quá. Một cách uống thứ hai là trước khi đi ngủ thì bạn uống 2 muỗng, uống trực tiếp. Trước khi đi ngủ bạn uống trực tiếp bằng cách cho vào đây. Mình lại sữa nó đổ nữa. Hậu đậu quá em. Các bạn nhìn thấy mình hay chụp hình post Facebook ăn uống các kiểu, nhưng mà thật sự mình không phải là một đầu bếp đâu. Mình hậu đậu lắm, chẳng qua là mình muốn chia sẻ những cái điều mà các bạn để tự chữa lành, nên mình đã nỗ lực lắm mới làm được điều đó đấy. Làm mình cho một cái muỗng, mình đổ trực tiếp giấm táo vào trong một cái muỗng, xong rồi cho trực tiếp vào miệng và uống hơi chua một tí, và uống 2 lần như vậy. Bây giờ không phải là trước khi đi ngủ nên mình uống 1 muỗng để cho bữa ăn trưa vì sắp giờ ăn trưa. Dạ. Trước khi đi ngủ mà uống 2 muỗng như vậy, lưu ý là đừng cái cho nó dính vào trong răng nhé. Khi mà nó dính vào trong răng nó có thể bị ê răng, cho nên là bạn hãy cho vào trực tiếp vào miệng và nó ực xuống phía dưới, thế là thôi. Uống đừng có pha với nước, bởi vì bạn pha với nước có thể nửa khuya bạn lại mắc tè, này nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Uống như vậy 2 muỗng. Công thức thứ hai, 2 muỗng cho trước khi đi ngủ. Đó, 2 muỗng cho trước khi đi ngủ. Công thức thứ ba là 1 muỗng cho trước khi ăn 10 phút, làm buổi trưa và bữa tối 1 muỗng, hoặc là 1 muỗng trước khi ăn 10 phút và 1 muỗng sau khi ăn. À, như vậy là trong 4 thời điểm uống nước giấm táo tốt nhất trong ngày là vừa thức dậy, trước khi đi ngủ, trước khi ăn và sau khi ăn là 4 thời điểm tốt nhất. Liều lượng mình đã chia sẻ, trung bình khoảng 1 đến 2 muỗng canh là ok, tối đa 6 muỗng canh trong ngày. Là tối đa 6 muỗng canh trong ngày. Ha. Rồi, cá nhân của mình xài 2 lần trong ngày là 1 lần buổi sáng vừa thức dậy, 1 lần trước khi đi ngủ. Nếu bạn là giai đoạn đầu không phải là người bị bệnh nặng, không có sự kiểm soát của người hướng dẫn, thì bạn nên uống 1 lần trong ngày, có thể là trước khi đi ngủ hoặc là vừa thức dậy là được rồi. Đó, là được rồi. Nếu trong ngày nào bạn quên thì bạn có thể trước khi ăn hoặc sau khi ăn, tùy, 1 lần là được rồi nhé. Đó. Ok, mình hy vọng là bạn có đầy đủ thông tin cho vấn đề chuẩn bị cho cái việc tự chữa lành cơ thể, đổi mới cơ thể của bạn về mặt tinh thần lẫn sức khỏe. Chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh. Bye bye.